hút sữa khi mà đi ra ngoài công viên này, hoặc thậm chí ngày xưa mình hút sữa ở bệnh viện thì nó rất là nhạy cảm, mình không thể phô ra ở bên ngoài, rất là nhiều người nhìn thấy, hoặc là công ty văn phòng bạn nhưng mà có rất là nhiều nam giới đó, thì làm sao để mình có thể là hút sữa kín đáo đây, mà làm sao mình vẫn có thể hút sữa được, duy trì sữa cho con nếu như mà nó lại rơi vào những cái hoàn cảnh mà nó bất tiện như vậy. Chào các bạn, mình là Nguyễn Đại Phú, chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, cũng kiêm luôn là chuyên gia về máy hút sữa, bởi vì mình đã sử dụng và kinh qua rất là nhiều máy hút sữa khác nhau như là Medela, Swecha, như là Aven, và rất là nhiều dòng máy khác nữa trên thị trường. Hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách, một cái giải pháp để làm sao các mẹ có thể là hút sữa nơi công viên, nơi công cộng, nơi mà văn phòng có nhiều đồng nghiệp nam, hoặc là thậm chí là mình chăm con khi mà mình ở bệnh viện mình vẫn hút sữa được cho con yêu, hoặc là mình chỉ ngồi trên máy bay, hoặc là mình đi du lịch vân vân ha. Thì là đây mình thử, việc thứ nhất là mình sẽ gợi ý cho các bạn một cái máy hút sữa rất là nhỏ gọn, có pin sạc luôn, mà đương nhiên là mình đang mặc áo nhé, mà mặc áo hút sữa mình chỉ để mô thôi nhá, chứ mình không phải là đang hút sữa thật đâu nha. Thì khi các mẹ hút sữa thì như các mẹ biết thì các mẹ cũng phải là cởi cái áo lót ra và mặc một cái áo vắt sữa rảnh tay như thế này, nhưng mà nhược điểm thì mình vẫn có thể lộ da lộ thịt, hở nó vú và nó rất là nhạy cảm. Thì là trên tay mình đang có một cái máy hút sữa Swecha chính lớp rất là nhỏ gọn, pin sạc, nó rất là phù hợp với các mẹ sữa công sở, mà các mẹ sữa mà hay phải đi công tác, các mẹ sữa mà nếu như mà xa con thì mình có thể sử dụng máy này. Rồi, một cái giải pháp đây chính là một cái khăn che ha. Cái khăn che này ấy chính là khăn che bé bú, khăn che bé bú để mình có thể cho con bú nơi công cộng. Nếu trong trường hợp con mình không bú, mình cần phải vắt sữa thì nó cũng mình cũng có thể sử dụng luôn ha. Thì mình có thể là mặc cái khăn này vô là xong, rất đơn giản. Thế không nào, mình sẽ cài cái khăn vô, luồn qua, thắt cái dây lại, tăng đơ lại, mình cuộn vào. Ok, đấy, xong rồi đấy các mẹ, rất là kín đáo phải không nào, không ai nhìn rồi các mẹ sẽ làm cái gì bên trong nữa, không ai thấy là các mẹ đang hút sữa rất là nhạy cảm. Thì tất cả các giải pháp mình đưa ra để cũng là cố gắng để mà nỗ lực giúp các mẹ làm sao mà duy trì nguồn sữa mẹ dài lâu cho con yêu, bởi như các mẹ đã biết, chúng ta phải nuôi con bằng sữa mẹ càng lâu lâu dài càng tốt, không phải là 6 tháng, không phải là 1 năm, cố gắng làm sao 2 năm, cố gắng làm sao lâu hơn nữa. Chúc các mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Cảm ơn các mẹ đã xem.